Hello, xin chào Hello. Trung. Đấy, thế thì bên cạnh đó thì chúng ta đề cập tiếp đến cái ý thứ hai, đó là chúng ta hay gọi là tiêu chuẩn kép, hay là có chúng ta hay còn gọi là gì, đó là cái tư tưởng của tư duy tư tưởng tư duy của những người cho mình là thượng đẳng, có Bài quyền trên. quyết định đến bề trên, có quyền quyết định đến các cái vấn đề thuộc công việc nội bộ của các quốc gia khác. Cụ thể như chúng ta thấy, đúng không ạ, là các cầu thủ Đức người ta bịt miệng để người ta phản đối chính quyền qua loa thế này thế nọ, thì cũng giống như kiểu ý mà anh đã đề cập, đó là hiện nay có một số du khách của các nước người ta đến Việt Nam chúng ta đó, người ta cho rằng cần phải là gì ạ, bỏ đi cái này, bỏ đi cái kia, rồi là không ăn thịt chó. Ngày nay người ta bảo là không ăn thịt chó thì chúng ta với văn minh. Thế thì thử hỏi là cái điều kiện khi người ta đưa ra cái điều kiện đó đó, đưa ra cái lý lẽ đó đó, thì nó có phù hợp hay không? Nó có phù hợp hay không? Thì theo em nghĩ ở đây nó xuất phát từ nhiều góc độ. Xuất phát từ nhiều góc độ. Ở đây chúng ta nói đến một điều, nếu như cá nhân em á, thì em cũng rất ủng hộ một trong những cái ý kiến có thể nói là rất là hay. Người ta nói rất rõ ràng, đó là cái vấn đề là anh đưa ra cái vấn đề đó thì anh cần phải có lý lẽ để thuyết phục người nghe. Là một, thế nào là văn minh, tại sao lại như thế lại là văn minh, bỏ đi thì là văn minh. Thứ hai nữa là gì, xác định rất rõ, anh nói là chó là bạn của anh, chứ còn tôi không 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 có bạn với chó, đúng không ạ? Rõ ràng người ta nói rất là cụ thể, rất là mộc mạc, nhưng mà nó mang cái ý nghĩa rất là sâu sắc. Nó còn một cái vế sau nữa, thế nhưng có thể là chúng ta trao đổi thì nó không được hay lắm. Mặc dù cái câu nói thì nó rất là mộc mạc thôi. Thế nhưng mà thôi thì cái chúng ta nói như vậy để chúng ta thấy được. Thế thì ngày hôm nay có một anh ở Mỹ đến chẳng hạn. Anh bảo là thôi các bạn Việt Nam ơi, các bạn nên bỏ ăn thịt chó đi cho nó văn minh. Đúng không ạ? Thế là người Việt Nam chúng ta là đúng rồi. Nước nước Mỹ là văn minh mà, là tiên tiến, là tự do dân chủ nhân quyền nhất thế giới này rồi. Người ta nói như vậy chắc là đúng rồi. Thế là chúng ta bỏ ăn thịt chó, đúng không ạ? Thế thì ngày mai lại có một anh khách du lịch nào đó của nước Anh đến chẳng hạn, Vương quốc Anh đến chẳng hạn. Anh ta bảo không anh ơi, theo tôi nghĩ là các anh không nên ăn thịt heo nữa thì nó mới văn minh được. Thế là chúng ta nghe thấy cũng hợp lý, chúng ta không ăn thịt heo nữa. Thế thì ngày mai đó lại có một anh ở Pháp chẳng hạn. Anh bảo thôi thì các anh nên bỏ ăn thịt gà đi cho nó văn minh. Đúng rồi, nước Pháp cũng là một nước văn minh, là một nước tiến bộ, người ta góp ý cho chúng ta như vậy có lẽ là hợp lý. Thế là chúng ta bỏ ăn thịt gà. Thế rồi một vài nước khác người ta sang, người ta bảo các anh là thôi thì các anh đừng ăn tôm nữa, đừng ăn hải sản nữa, cho nó văn minh. Rồi, rồi vài năm nữa, thế là mỗi một người người ta góp một ý kiến, đúng không ạ? Thế là cuối cùng người dân Việt Nam ăn cái gì ạ? Ăn chay. Mà có khi không khéo rồi đến một ngày nào đó anh các anh nào lại có một anh nào anh bảo thôi theo 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 tôi nghĩ đấy là các anh đừng ăn cơm nữa để cho nó văn minh. Thế thì các anh ăn cái gì? Các anh ăn cái gì ạ? Đúng không? Mà trong khi đó ở các cái quốc gia này hiện nay đó, có thể người ta không ăn thịt chó bởi vì chó người ta là chó cảnh. Chúng ta ở đây quan điểm em rất rõ ràng là em cũng không có bênh vực hay là phản biện hay là cái gì một quan điểm của ai. Mỗi người có một quan điểm. Thế nhưng quan điểm riêng của em nhìn nhận là như thế này. Hiện nay các quốc gia đó người ta vẫn đang dùng thực phẩm tươi sống, ví dụ như hải sản, các loại hải sản, bò, gà, dê, các kiểu, đúng không ạ? Người ta vẫn ăn. Thế thì không lẽ là cái con gà nó lại có cái giá trị gà quyền, có nghĩa là gọi là gà quyền đấy, nó cao hơn chó quyền hay là nó thấp hơn chó quyền, đúng không? Cái điều này chúng ta thấy rất rõ. Ở đây chúng ta phải nói là cái góc độ ẩm thực nó là một văn hóa. Hóa ẩm thực nó thuộc về truyền thống của một quốc gia hoặc một dân tộc nào đó, và nó xuất phát từ yếu tố lịch sử trước đây đã hình thành qua nhiều cái giai đoạn lịch sử đến ngày hôm nay. Thì Việt Nam chúng ta có một nền văn hóa riêng, đúng không ạ, nền văn hóa riêng Đúng rồi. tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc không giống ai cả, và các quốc gia khác cũng vậy, và ngay kể cả qua ta cũng vậy, người ta có một cái tín ngưỡng tôn giáo, một cái nền văn hóa riêng, người ta không phải nghe bất kỳ ai để mà thay đổi về cái góc độ đó. Nó có thay đổi chăng nữa nó là gì, học hỏi, đúng không ạ? Thế nên chúng ta mới có thì nền văn hóa chúng ta là gì, tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
chứ không phải là chúng ta có học hỏi, chúng ta có trau dồi, chúng ta có bổ sung. Thế nhưng không phải là chúng ta bổ sung bằng cách chúng ta xóa bỏ đi những cái cũ để chúng ta lấy một cái mới về để chúng ta áp đặt vào cái người Việt Nam chúng ta. Giống như kiểu là một số anh cũng bảo là Việt Nam, sao Việt Nam không 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 như Mỹ đi. Thế thì ngược lại thì em lại hỏi thế tại sao Mỹ không như Việt Nam đi? Đúng rồi. Các anh cũng là một quốc gia, các anh có lãnh thổ riêng, có văn hóa riêng, có pháp luật riêng, có hiến pháp riêng. Thì chúng tôi cũng vậy, chúng tôi với các anh cũng là một quốc gia cả. Thế tại sao Mỹ không như Việt Nam mà cứ bắt Việt Nam phải theo Mỹ? Các anh đó có phải là tư tưởng bày trên không? Có phải là tư tưởng là đàn anh không? Nếu như mày không theo tao là mày vi phạm nhân quyền. Đúng ạ? Thì ngày hôm nay cái Đúng. sự kiện đó nó cũng là một trong những cái yếu tố để chúng ta thấy được rằng có một số thành phần có thể nói là cơ hội, đúng không ạ? Hoặc là bất mãn chính trị, hoặc là bị dụ dỗ lôi kéo cũng có, rồi là thiếu cái góc độ là tiếp cận thông tin cũng có, rồi là thiếu góc độ tư duy đưa ra được cái quan điểm của mình cũng có. Đấy. Là gì? Là cho rằng là cái gì chúng ta cũng phải phải học theo phương Tây. Thế tại sao chúng ta có, đúng không ạ? Có nhà nước, có pháp luật, có lãnh thổ, có văn hóa, có phong tục tập quán riêng của chúng ta, thì chúng ta lại phải theo nước khác để làm cái gì? Cái đó nó có phải là tiến bộ không? Có, chúng ta phải học những cái gì chúng ta còn thiếu, còn yếu, thì chúng ta học hỏi lẫn nhau, cái chuyện đó là hết sức bình thường. Học học nữa, học mãi, đúng không ạ? Đúng Thì chúng ta mới dần dần chúng ta phát triển. Thế thì tại sao các anh cứ phải là phải như thế thì chúng ta mới tiến bộ? Thế nếu như mà rồi tôi sẽ theo, ví dụ em có một quan điểm như này, tôi đồng tình với một vài quan điểm, đó là tôi sẽ học theo Mỹ. Học theo vấn đề gì? Đó là tôi bê nguyên cái chính sách về thuế của nước Mỹ áp đặt vào Việt Nam. Chưa? Tôi bê ừ. nguyên cái pháp luật của Mỹ về áp dụng vào Việt Nam. Y chang, không khác một chỗ giống dốc phải nào. Có nghĩa là gì? Vi phạm giao thông anh bỏ chạy tôi có quyền tôi bắn. Ví dụ như vậy. Thì thử hỏi có được được không? Chắc chắn lúc đó các anh sẽ phản đối. Mặc dù tôi bê nguyên của nước Mỹ vào, nhưng các anh sẽ phản đối. Thế thì chúng tôi, nước Việt Nam chúng tôi khác nước Mỹ, con người khác, tiếng nói khác, tất cả mọi thứ đều khác, đúng không ạ? Có chung là gì? Chung là chung kiến thức của nhân loại thôi đấy, chứ không thể là một quốc gia này mà người ta bao nhiêu ngàn năm lịch sử như vậy mà chúng ta phải thay đổi theo một cái quốc gia khác, nó không phù hợp. Đó là một cái tư tưởng mà chúng ta hay hay dùng cái từ mà trước đây mấy anh em hay nói, nó là cái gì? Tự nhục. Trong khi bản thân chúng ta có nền móng, đúng không ạ? Có một nền móng rất vững chắc về lịch sử dân tộc thì chúng ta lại không giữ gìn. Đó là cái gì? Đua đòi. Hôm nay gọi là đua đòi. Đấy thì thế thì ngày hôm nay đó là chúng ta trao đổi như vậy để chúng ta thấy được là hiện nay ví dụ sáng ngày hôm nay là tại Hà Nội, đúng không ạ? Có tổ chức cái triển triển lãm lãm về cái quốc phòng đấy. công nghệ quốc phòng. Năm 2022 có sự tham gia của đâu là khoảng 170 công ty sản xuất vũ khí và của 30 quốc gia. Đấy, tập trung về để người ta giới thiệu sản phẩm. Thế thì Việt Nam chúng ta với tư cách là nước chủ nhà của cái hội nghị triển lãm này thì chúng ta cũng đã thể hiện được cái vai trò vừa là mến khách, đúng không ạ? Vừa là cái cầu nối để các bên giao lưu học hỏi đến nhau về lĩnh vực quân sự. Đấy thì có một số thành phần nó cũng lên, nó cũng cho rằng như thế này như thế kia, đúng không ạ? Thế thì tự hỏi tôi đặt ra một cái câu hỏi là ngày hôm nay các anh yêu cầu chúng tôi là thôi thì các anh đừng ăn thịt chó nữa cho nó văn minh. Tôi chỉ yêu cầu rất đơn giản thôi, đó là các anh ở nước Mỹ đấy, các anh hãy bỏ hết tất cả vũ khí đi, súng đạn các thứ, đạn dược các anh bỏ hết đi, cho nó văn minh có được không? Chắc chắn là không được. Thế thì hàng ngày ở nước Mỹ vẫn xả súng tràn lan đấy, một năm chuẩn bị đến hết năm đến nơi rồi, chuẩn bị lại sẽ có cơ quan của chính phủ của Mỹ người ta thống kê, hoặc là các cái tờ báo người ta sẽ thống kê xem là năm vừa rồi đó nước Mỹ xảy ra bao nhiêu vụ xả súng, chết bao nhiêu người, độ tuổi là bao nhiêu, đúng không? Nhỏ nhất là bao nhiêu, lớn nhất là bao nhiêu, trung bình là bao nhiêu. Thì cái đó nó có phải là nhân quyền không? Tại sao các anh
không lo những cái vấn đề đó thì cái sinh mạng của con người nó không quan trọng hay sao, đúng không ạ? Hay là như ở Việt Nam chúng ta cũng vậy, chúng ta hay đặt một cái câu hỏi mà có thể là nghe nó buồn cười, nó giống như trẻ con, thế nhưng mà nó thực tế. Ví dụ như thằng Nguyễn Văn Đài này, đúng không, Phạm Thị Đoan Trang này, những thành phần chống phá nhà nước đó đó, thì các anh bảo là Việt Nam chúng tôi vi phạm nhân quyền. Thế 20 năm cái trường hợp này có phải là vi phạm nhân quyền không? Có phải là tù nhân chính trị không? Có phải là tù nhân lương tâm không? Đó là chúng ta đặt một cái câu hỏi ngây ngô là như vậy. Chứ còn quan điểm của em là em hoàn toàn ủng hộ chính phủ Đức. Không Vâng. riêng 20 năm đối tượng này, mà tất cả các đối tượng nào có tư tưởng nhằm lật đổ chính quyền Đức, thì cũng rất mong chính phủ Đức hãy làm một cách triệt để làm sao gì ạ? Giữ vững được cái an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội Đúng của rồi. nước Đức, để cho Vâng. người dân Đức người ta có được môi trường hòa bình ổn định để tiếp tục phát triển hơn nữa. Và cũng hy vọng là thông qua cái sự việc này thì các anh cũng thấy được là gì, đất nước Việt Nam, đúng không ạ, chính phủ Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam và các cơ quan chức năng của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với vai trò, đúng không ạ, vị trí, trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ được giao, thì người ta đã chứng minh được các cái hành động của các cái đối tượng đó là gì, là vi phạm pháp luật hình sự Việt Nam, là những hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Thế thì nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các cơ quan chức năng được giao, người ta xét xử, điều tra, xét xử các đối tượng này nó hoàn toàn là bình thường, nó phù hợp với tất cả các yếu tố, kể cả về công ước hay luật pháp quốc tế, đúng không ạ, phù hợp với hiến pháp và pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì không có lý do gì bất kể một cơ quan nào hay một đại diện nào lên tiếng để mà nói về cái vấn đề của Việt Nam. Nên chúng ta khẳng định đây là công việc nội bộ, đúng không ạ? Các anh lên tiếng như vậy nó trở thành trò cười cho thiên hạ thôi, trò cười cho thiên hạ, theo em nghĩ là như vậy, chứ nó không giải quyết vấn đề gì cả.